chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Trong chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Phụ nữ Cao Bằng với phong trào thi đua lao động sáng tạo trong phát triển kinh tế. Những thực phẩm giúp hấp thụ dinh dưỡng tốt trong mùa hè sẽ đến với quý vị và các bạn trong mục kiến thức gia đình. Ngay bây giờ là nội dung chương trình. thưa quý vị và các bạn, vận động hỗ trợ tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ thi đua lao động sáng tạo phát triển kinh tế là phong trào đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Cao Bằng quan tâm, đẩy mạnh thực hiện và đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp hội, đạt được kết quả đáng ghi nhận. Trong những năm qua, các phong trào thi đua lao động sáng tạo phát triển kinh tế được hội viên phụ nữ tỉnh Cao Bằng tích cực hưởng ứng thể hiện qua từng phong trào phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ đã khơi dậy truyền thống tương thân tương ái vận động phụ nữ phát huy sức sáng tạo cần cù đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau với nhiều hình thức phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của địa phương từ giúp nhau cây con giống ngày công lao động đất canh tác, cho vay không tính lãi. Đến nay, toàn tỉnh đã có 2.551 tri hội tổ phụ nữ với 84.000 hội viên, trong đó đang có 353 mô hình với 12.143 gia đình hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi với nhiều ngành nghề đa dạng cho thu nhập bình quân hàng năm mỗi hộ trên 50 triệu đồng trở lên đã được nhân rộng tại các địa phương trong tỉnh. Các mô hình phổ biến như mô hình trồng rau sạch, kinh tế vườn đồi, phát triển trồng rừng, kinh tế trang trại, VAC, chăn nuôi, phát triển nghề truyền thống. Các mô hình thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình tiếp tục được duy trì. Đến nay, toàn tỉnh có gần 20 hình thức thực hiện mô hình tiết kiệm, làm theo bác, với 719 tri hội nhóm câu lạc bộ phụ nữ tham gia. Các cấp hội đã tổ chức giúp đỡ phụ nữ trẻ em nghèo gặp khó khăn trên 6,8 tỷ đồng. 1 triệu 505.375 kg lương thực thực phẩm, hỗ trợ 336.821 công lao động, 1 triệu 977.633 mét vuông đất canh tác với tiền không tính lãi gần 4,6 tỷ đồng. Các cấp hội đã thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hơn 22.600 hội viên vay vốn trên 473 tỷ đồng để phát triển kinh tế, đã giúp cho 1.425 trên 7.744 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, trong giai đoạn năm 2017-2020, đã có 10.814 lượt phụ nữ tham gia giúp nhau với các hình thức hỗ trợ sáng tạo và hiệu quả. Qua đó đã giúp cho 18.159 hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng ngày công, con giống, cây trồng, vật tư, với tổng trị giá 34 tỷ 069 triệu đồng. Từ các phong trào thi đua giảm nghèo, phụ nữ làm kinh tế giỏi, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi, làm trụ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp với quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như chị Hoàng Thị Hiền ở xóm Nà Rầy, xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, làm giàu từ mô hình chăn nuôi và kinh doanh vật tư nông nghiệp, kinh doanh xăng dầu, thu nhập đạt trên 700 triệu đồng một năm, tạo công ăn việc làm cho 10 lao động địa phương. Chị Lưu Thị Xuyên, xóm Năm Phong 2, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, với mô hình trồng đào cảnh kết hợp với trồng cây ăn quả thu nhập trên 300 triệu đồng hay như chị Hoàng Thị Lan ở thị trấn Nguyên Bình với mô hình kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống. Qua nhiều năm giờ đây nhà hàng chị Lan được biết đến với cách phục vụ và giá cả hợp lý. Nhà hàng ngày càng đông khách tạo công ăn việc làm cho trên 10 lao động, thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng, doanh thu của gia đình mỗi năm trên 200 triệu đồng. Chị Hoàng Thị Oánh, phường Đề Thám, được biết đến với mô hình nuôi trâu vụ béo, trong chuồng luôn duy trì 6 con trâu đực chị thường đặt mua trâu gầy với giá 35 đến 40 triệu đồng, sau 3 tháng chăn nuôi sẽ được xuất bán, trừ chi phí có lãi 3 đến 5 triệu đồng một con, mỗi năm chị bán 4 lứa. Xuất phát từ cái muốn muốn xóa đói giảm nghèo ấy thì cũng làm hiệu quả ruộng nương nó không kinh tế là tôi mới mạnh dạn là chuyển sang chăn nuôi trâu bộ béo thì và thu nhập nó ổn định hơn và có hiệu quả cao hơn cũng phát triển kinh tế ngày càng đi lên nói chung là nguồn thu từ gia đình từ những cây ăn quả này rồi lại bán các loại máy nông nghiệp rồi lại nguồn thu từ kinh doanh xăng dầu nguồn thu từ thức ăn chăn nuôi thì một năm cũng là trên 700 triệu đồng tạo công an việc làm là năm lao động là là chủ yếu là năm lao động có đóng bảo hiểm. Đấy ngoài ra là còn lao động theo vụ mùa thì cũng tầm 10 người thế này nữa. Thu nhập mỗi lao động là 5 triệu thế này. Mỗi hội viên đều tìm hướng phát triển kinh tế cho riêng mình như mô hình trồng rừng của chị Đàm Thị Huyến, xóm Nậm Tàn, xã Minh Khai, huyện Thạch An. Chị Huyến tập trung vào trồng rừng với diện tích rừng trên 3 hectare, chị đã trồng keo, thông, quế, hồi. Để có được rừng thông như ngày hôm nay là cả một quá trình dồn công sức và sự táo bạo của chị cũng như càng khó khăn, chị càng quyết tâm. Từ đầu thì mình cũng không có công an việc làm nhiều ấy, thì là mình không làm gì được. Ấy. Thì cái đồi này để không, ấy, để hoang không thì là mình có một em gái ở đi lấy chồng ở bên bắc cả thì bảo là cái thông nó lấy nhựa xong nó cũng nên tiền thế là vợ chồng em quyết định làm theo Thế là đi bán cái xe đi cho anh rể được 13 triệu thế là về mang cây giống để trồng. Không chỉ trồng thông, chị còn trồng 5.000 cây quế. Theo chị Huyến, vỏ quế có giá 50.000 đồng 1 kg. Năm 2030, diện tích quế của gia đình chị Huyến sẽ cho thu hoạch thông qua các phương tiện thông tin qua sách kỹ thuật. Và hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, năm 2016, chị Huyến mạnh dạn trồng thêm 4.000 cây keo. Dự kiến đến năm 2024, keo sẽ được thu hoạch. Chị Huyến cho biết giá bán hiện nay là 800.000 đồng một khối. Cây keo là cây dễ trồng, dễ sống, không mất nhiều công chăm bón mà thị trường lại ưa chuộng. Dự định trong thời gian tới, chị Huyến cho biết sẽ trồng thêm 1.000 cây quế. Hiện nay vườn tôi là, là có 5.000 thông này, xong có 4.000 keo nữa, xong vào 3.000 quế nữa. Và dự đình của tôi năm nay cũng là trồng 1.000 quế nữa. Ừ xong cùng một nhìn quế nữa xong bây giờ tôi là nuôi lợn nữa để nuôi ngắn nuôi dài ấy nuôi lợn trồng thạch trồng thạch đen ấy vẫn trồng thạch đen nuôi lợn ngoài trồng rừng chị còn đẩy mạnh chăn nuôi lợn thịt và nuôi trâu để lấy ngắn nuôi dài lúc cao điểm trong chuồng có gần 20 con lợn mỗi năm xuất hai lứa thu về hơn chục triệu đồng ngoài ra chị còn nuôi trâu vừa để cầy và có phân bón cho cây trồng bên cạnh đó chị Huyến còn trồng thạch đen mỗi năm bán được trên một tấn thu được gần 30 triệu đồng. Đồng thời, chị dành 5.000 mét vuông ruộng để trồng lúa ngô, đảm bảo lương thực cho gia đình và chăn nuôi. Từ sức lan tỏa của phong trào thi đua lao động sáng tạo phát triển kinh tế đã góp phần thay đổi nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ, gắn kết phụ nữ gần nhau hơn, qua đó tạo động lực thúc đẩy các hoạt động phong trào phụ nữ tỉnh Cao Bằng ngày càng phát triển có sức lan tỏa. Những việc làm thiết thực cụ thể của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã góp phần khẳng định vị thế của phụ nữ, phát huy tinh thần, khả năng sáng tạo và những cách làm hay của mỗi hội viên phụ nữ trong sản xuất kinh doanh giỏi, tạo tiền đề vững chắc trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và tiến trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chế độ ăn uống đa dạng và cân bằng để đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho các hoạt động của cơ thể là vô cùng quan trọng. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh quyết định không nhỏ đến sự hấp thu dinh dưỡng nói chung hay vi chất dinh dưỡng nói riêng từ thực phẩm hàng ngày. Mục kiến thức gia đình xin đưa ra một số gợi ý sau về những thực phẩm dễ hấp thu tốt hệ tiêu hóa cần thường xuyên đưa vào khẩu phần bữa ăn hàng ngày, nhất là vào mùa nắng nóng. Chuối Chuối là một trong những loại hoa quả được nhiều người ưa chuộng nhờ có hàm lượng vitamin C cao. Chuối có thể cung cấp khoảng 15% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày. Hơn nữa, trung bình một quả chuối có thể cung cấp khoảng 422 mg kali, tương đương với 9% hàm lượng kali cần thiết của cơ thể mỗi ngày. Đây là loại quả giúp hệ tiêu hóa dễ tiêu, chứa nhiều chất xơ, giúp chống táo bón, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa. Do vậy, nên ăn chuối chín để vừa bổ sung chất dinh dưỡng, vừa hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Táo và cam hai loại trái cây này khi ăn cả vỏ đều rất tốt cho cơ thể vỏ táo có chứa chất chống oxy hóa có tác dụng kỳ diệu đối với tim và não vỏ cam có các hợp chất gọi là favon giúp giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch táo mang lại rất nhiều lợi ích dinh dưỡng cho sức khỏe con người bởi hàm lượng dinh dưỡng dồi dào một số tác dụng của loại quả này đã được chứng minh như cải thiện tiêu hóa thông qua hàm lượng chất xơ, vitamin c giúp tăng cường hệ miễn dịch chất pectin trong táo giúp đào thải cholesterol làm ổn định huyết áp. Đu đủ, đu đủ là một trong những loại trái cây nhiệt đới thơm ngon, an lành cho sức khỏe. Chúng có một loại enzyme tiêu hóa tên là papain. Khi được dung nạp vào cơ thể, papain hỗ trợ quá trình tiêu hóa bằng cách giúp phá vỡ các loại sợi protein để dưỡng chất này dễ được hấp thu hơn. Papain cũng có thể làm giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích như táo bón, đầy hơi. Thịt gà Thịt gà là nguồn đạm động vật có chất lượng cao, ngoài đạm, thịt gà lại ít chất béo. Trong chất béo của gà thì hàm lượng omega 3 lại cao. Thịt gà chứa nhiều vitamin A, E, C, B1, B2, PP và các muối khoáng canxi, phốt pho, sắt. Do đó, nó có tác dụng hỗ trợ cơ thể chống ung thư và bổ dưỡng. Thịt gà cung cấp lượng lớn protein, đây là nhóm chất chính tạo thành cấu trúc của tế bào và ảnh hưởng đến sự phát triển về cân nặng, chiều cao và trí não của con người. Thiếu hụt protein dẫn đến hàng loạt các tác động nguy hiểm như suy dinh dưỡng, cơ thể tăng trưởng chậm chạp, làm suy yếu hệ miễn dịch và khiến chúng ta mệt mỏi trong việc lao động, học tập hàng ngày. Vì vậy, nguồn dinh dưỡng trong thịt gà hay nhiều loại thịt khác sẽ bổ sung protein cho cơ thể, tránh tình trạng bị thiếu hụt, do đó nên thường xuyên thêm thịt gà vào khẩu phần ăn hàng ngày những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chuyên mục phụ nữ và cuộc sống của đài phát thanh truyền hình cao bằng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại